Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay làm vì đam mê lại quay trở lại mọi người ạ. Hôm nay làm vì đam mê gửi đến tất cả mọi người một cái đoạn video mà trải nghiệm thực tế ngồi trên xe ô tô chở gỗ từ trên đỉnh núi khai thác này đi xuống dưới bản mọi người nhé. Trèo đèo lội suối qua sông, qua suối, qua khe, đi cực kỳ nguy hiểm. Mời mọi người cùng xem video để biết cái độ khó, độ nguy hiểm và vất vả thế nào nhá mọi người. Mọi người xem thấy hay thì hãy cho tôi một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho tôi nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi trêu thằng em nó lái xe một tí thì vợ hôm nay tự dưng lại đi theo xe lên trên rừng mọi người. Vợ làm luôn câu là xây nhà cho vợ ba. Đến đoạn này bắt đầu xuống dốc tức mọi người. Chỗ này dốc cực tức luôn mọi người nhé. Hôm nay em lái xe chở gỗ thì hôm nay chở gỗ cho với anh em khai thác lấy ít cái gỗ mỡ này về để chuẩn bị làm cái mái bếp biếc ấy. Mà là lại không quay được cho tất cả mọi người xem cái xe chở nó hàng nó đầy ấy, để xem mức độ nó nguy hiểm thế nào. Nhưng mà thôi hôm nay chót ấy rồi thì mình sẽ quay chạy để trải nghiệm, để tôi trải nghiệm và để cho mọi người xem là đi xem xe chở gỗ trên rừng nó nguy hiểm và vất vả như thế nào nhé. Đây, xe bây giờ đang chuẩn bị xuống dốc. Chỗ đoạn này rất là trơn mọi người, mỗi lần mưa gió là trơn cực kỳ luôn. Xe lên đoạn này hơi bị khó, xe lên hơi bị khó mọi người ạ. Nhưng mà xuống thì nó chỉ trơn thôi, trơn nó dê nó lết. Lên làm đường là toàn để cho nó nghiêng nghiêng vào trong mọi người. Đấy mọi người thấy không? Đấy, bánh nó trèo ra, đấy nó trượt, nó đi không theo làn nữa đấy. Đấy đường này gập ghềnh khó đi mọi người ạ. Đấy, cái nghề làm khai thác này nó vậy mà. Khổ nhất là những lúc mưa gió bẩn thỉu lầy lội trơn trượt. Xe lên bốc gỗ cực kỳ khó khăn. Có khi thì có hôm phải máy xúc dẫn đường vừa đi vừa đổn mọi người. Không máy xúc lên sửa đường cho xe lên. Có hôm thì trơn trượt bị rẽ. Có hôm chở hàng trơn trượt bị rẽ lại phải gọi máy xúc lên để cứu hộ. Nói chung là rất là vất vả và khó khăn mọi người ạ. Như hôm nay thì trời nó nắng lên rồi, đường nó cũng trơn ít bớt đi rồi mọi người. Hôm nay đường tương đối dễ đi, chứ nó không khó khăn như vừa mới mưa xong hoặc là anh em đang bốc gỗ mà bốc gỗ đầy rồi ấy, mà trời mưa là anh em sẽ không dám xuống đâu mọi người, vì nó trơn nguy hiểm. Có khi phanh nó trôi dọc ngang xe luôn mọi người, trôi ngang xe trôi ra một vực nên là rất nguy hiểm. Có khi là anh em bốc đầy xe gỗ rồi nhưng mà mưa là không dám xuống, có khi lại đợi hôm sau trời nắng lên nó ráo đi bắt đầu mới dám xuống, không thì phải gọi máy xúc lên sửa đường, chỗ nào trơn trượt trượt thì cào đi để cho xe xuống mọi người ạ. Đấy là cái cung đường chở gỗ khai thác của tất cả anh em lái xe này mọi người. Đường gành hiểm trở, trèo đèo lội suối, lên dốc xuống dốc. Khổ nhất là lúc nó lầy thụt với mọi người, tất cả ai cũng vất vả hết cả. Vất vả từ anh lái xe, xong rồi vất vả đến anh em khai thác. Lái xe tụt thì không làm gì được, phải gọi anh em khai thác cầm cuốc cầm xẻng rồi cầm đủ mọi thứ xuống để cứu hộ xe.
mà cứu hộ không được nữa thì lại gọi đến anh máy xúc. Gọi anh máy xúc thì là anh, nếu mà quen biết thì là anh sẽ đến cứu hộ, còn không quen biết thì là gọi là rất khó. Đấy, xe bây giờ đang lên dốc rồi mọi người. Được cái là hàng ấy nhẹ, đâm ra là nó đơn giản, cái dốc này đơn giản, xe đầy hàng lên bình thường. Tôi đang nói chuyện với em lái xe là cái vụ vào thác quay rồi bị rơi flycam ở trong thác nước mọi người. Tưởng hôm ấy bị hỏng flycam, may quá về không bị hỏng mọi người. Đang nói chuyện với em lái xe vì vụ bị rơi flycam xuống nước. Công nhận là flycam của hãng Mavic Mini 2 này bền thật đấy mọi người. Tôi rơi đến 5-6 lần rồi. Rơi xuống rừng rồi rơi xuống khe và cuối cùng là rơi xuống nước mà vẫn không bị hỏng mọi người, công nhận bè chất lượng tiền nào của đấy các bác ạ. Chưa dám bay ấy, sáng hôm sau mới dám thử, nhưng mà dẫn treo thôi mãi không treo đâu, thử thấy nó bắt tín hiệu là mới về lại. Bật điều hòa để gió nó hút cho nó. Cái đoạn này đường rất là dốc và tức mọi người nhé. Đi xe máy toàn phải đi số 1 mà phải ga to ấy. Phải có chớn lên mới lên được ấy, còn nó mất chớn mất đà là xe máy lên còn khó mọi người ạ. Chỗ này vừa cua cua và nó dốc mà này nó lại nghiêng vào trong tà ly quá. Hôm em lái xe thì em bảo là hôm nào anh xuống anh sửa lại chỗ này cho em. Đây chỗ đầu xe này mọi người, đi xuống một đoạn nữa. Nó nghiêng quá vào trong tà ly mọi người ạ. Rồi, lần này làm gì có áo, lần này ra đây, nhìn thấy đường rõ ràng, cái này có nhìn thấy ô tô, nhìn thấy rõ ràng.
Bây giờ người em lái xe ấy đổ lại để tăng đơ và chằng lại gỗ mọi người ạ. Vì cái gỗ dài nó đi nó bập bênh ấy, nó muốn tụt xuống khỏi xe mọi người. Em đang ở trên thùng xe em tăng đơ và chằng lại gỗ mọi người ạ. Thế mọi người thấy đường đồi dốc không? Đường đồi rất dốc mọi người nhé. Đấy, bây giờ là anh em tôi đang đi dưới lòng suối đó mọi người. Đi xuống tới chỗ này thì gỗ nó xô, tóm ra là đấy, em lái xe đang tăng đơ lại đấy mọi người, đang buộc lại đấy. Cảnh lái xe chở gỗ đường rừng nó là vậy mọi người. Đi thấy đường dưới lòng suối có ghê không? Đi này nước đang ngâm vào cầu, tiếp về hỏng hết cầu mọi người. Vào các khớp nối mà chạy bằng bi rồi phải bơm mỡ vào ấy. Nước vào mà anh em lái xe mà lên một cái bảo dưỡng này là hết bi cắt đăng bi táo đầu trâu đầu ngựa. Dễ bị hỏng lắm. Mình có một chuyến là lên phải bảo dưỡng bơm mỡ ngay. Nói chung là chạy xe đường rừng này rất là vất vả các bác ạ. Vừa vất vả cho người mà vất vả cả cho xe. Chạy đường rừng này xe nó hay hỏng lắm mọi người. Xe là máy xúc lội nước lội suối này. Đường thì gập ghềnh, treo leo, lúc thì lên thác xuống gành, lúc thì trèo lên đỉnh núi, lúc thì xuống tận khe suối. Đấy, đi nào chỗ ướt, nào chỗ khô, nào chỗ bùn, hụt, lún, cao su. Nói chung là đủ các kiểu con đà điểu các bác ạ. Nào lên thác xuống gành,
trèo đèo lội suối. Đấy, như chỗ này các bác thấy đấy, đường nó lún đấy, nó đi nó chìm hết cả cầu ấy mọi người. Vì cái đường nó lại cao xâm xấp, phải cao hơn mặt suối một tí thôi, nên là đi là nó bị lún, bị sụt. Đấy mọi người thấy không? Hôm nay là xe nó chở nhẹ lắm mọi người. Hôm nay chở mấy cái gỗ xuống cho anh em dễ bán thôi. Anh em chuẩn bị làm nhà, chở mấy cái gỗ rồi đúng là xe nó nhẹ. Hôm nay là em lái xe là tôi định ngồi trải nghiệm cùng với em lái xe một chuyến hàng xếp như mọi khi, để xuống để cảm nhận xem là xe nó sắp nó nghiêm, nó hiểm trở, nó khó khăn như thế nào. Nhưng hôm nay thì xe em đi chở anh em khai thác thì bạn những cây gỗ đúng là xe nó nhẹ, đúng là nó không quay được cái cảnh mà xe gỗ đầy để cho mọi người trải nghiệm. Thôi không quay đầy, tập quay ít, hẹn mọi người ở video sau tôi sẽ quay cảnh một xe gỗ đầy từ trên đỉnh núi xuống đi theo cung đường này mọi người nhé. Hẹn mọi người ở video sau để tôi sẽ quay xe hàng đầy để cho mọi người trải nghiệm nhé, để xem nhé. Nếu mọi người xem mà thấy thích thì hãy cho tôi một like nhé, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Làm Vì Đam Mê HV nhé mọi người. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Đấy mọi người, đấy xe đang đi giữa lòng suối mọi người. Mấy chỗ ngập nửa bánh cơ, ngập nửa bánh, ra nửa bánh cơ mọi người ạ. Thì ra đầu ngoài này bắt đầu nó ngập nhiều mọi người ạ. Ra đầu ngoài này nó ngập ác lắm. Con này bay thấy mà chó là phải sợ chứ, sợ chứ. Còn nó tưởng cả nhiều hôm chó gà chạy tán loạn luôn. Hai anh em tôi đang tả với cái Faraycam, có gà mà thấy Faraycam mà cũng chạy. Để đi hết cái đoạn này mà ra khoảng 5-70 mét nữa là cái chỗ này rất là sâu mọi người, nó ngập lửa bánh xe, ra lửa bánh xe luôn. Cam nó xoay cái phía rồi ạ. Quay các bạn. Sâu rồi.
phải lấy cam đấy. Nó biết là cái gì sao nó bày thế này. Bày như mình nhà lớn này. Lương và biết anh quay mà và lương tài nữa. Đâu? Đấy là ngồi đây. Các bác ạ, anh em tôi phải dừng lại đây và xếp lại gỗ rồi. Thế là xuống bản để uống rượu và ăn Tết thì lại bị muộn rồi. Xếp lại chỗ gỗ này và chẳng lại mọi người ạ. Bây giờ anh em tôi xếp lại gỗ và chẳng lại mọi người. Mày cam rồi nhỉ, cả cái đôi. Chèn lông không? Để xuống chơi với con vịt phát. Ừ.
Bây giờ mọi người hãy theo tôi xuống siêu vịt nhé, để vịt gặp phà đại ca này nó sợ như thế nào. Lúc nãy quay thoáng qua cái đàn vịt thấy phà đại ca phát là lặn hết luôn mọi người. Hôm nay lâu lâu không được nghịch, hôm nay nghịch siêu vịt tía nhé, tí nhá. Cô Lương thấy con siêu vịt của nhà cô được mắng nhá. Biết là đàn vịt này là của nhà bà Lương đây. Trêu tí cho vui thôi. Con không có ý gì đâu nhá, cô Lương nhá. Với lúc phở đấy cam bay thoảng qua thấy vịt nó lặn đấy. À, thấy hay hay thì con trêu vịt tí cho nó xem video cho nó vui vẻ. Bây giờ tôi đang bay phải đại cam ra chỗ đàn vịt đang bơi lúc nãy đấy mọi người, để trêu đàn vịt này tí xem thế nào. À đây, đàn vịt đây rồi. Nào, chúng ta chuẩn bị lặn nào. Tập lặn nào. Vịt thì phải đại cam bắt đầu chạy. Ấy giờ lặn bắn hết cả nước lên phải đây cam mọi người. Nào lặn tiếp nào, cho phát nữa lặn nào. Ấy giờ đúng là toàn là bậc thầy về lặn thôi. Ấy giờ lặn ghê. Ấy giờ lặn tiếp nào. Tí nữa hủy và lấy cam vào suối. Vịt này vịt ngon các bác ạ. Vịt này toàn thả dọc suối thôi. Đấy, thấy chưa? Nó gần phà đại cam lại gần cái là lặn. Đấy. Đấy. Lặn mấy con đấy, tôi chớp nhanh tí để cho mọi người xem nhé. Đấy lặn hết nhanh quá không kịp nhìn. Vịt nó lặn ác không? Thấy phở đại cam nó lặn. Đấy. Đấy. Lặn đấy. Ôi có lẽ quay thế đó mọi người ạ. Quay cho mọi người xem cảnh vịt nó lặn thôi. Sau khi anh em tôi uống rượu và đi chơi xung quanh các anh em làm khai thác ở quanh xóm,
bây giờ thì lại quay lại nhà bác chủ nhà lại làm tăng hai, bác làm một két bia về, anh em ngồi uống bia chém gió mọi người ạ. Và cũng chuẩn bị chia tay nhau, ngày mai lại công việc mới nữa các bác ạ. Mọi người vào xem thấy thích thấy vui thì hãy cho tôi một like, một chia sẻ nhé, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho tôi nhé, xin cảm ơn mọi người. Mọi người vào xem thấy thích thì hãy cho tôi một like nhé, một chia sẻ nhé. Và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Làm Vì Đam Mê HV nhé mọi người. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người ở những video kế tiếp nhé. Bye bye mọi người.